Ở tập trước, khi Hồng Nha Đầu chuẩn bị dạy cho tên bất hiếu một bài học, thì người mẹ đã chạy ra và nói rằng chính hắn mới chính là con trai của bà. Thật ra, từ lâu người mẹ đã nhận ra chàng trai Hiếu Thảo vốn không phải con trai của bà, hơn nữa còn biết rõ người này là ai. Chuyện này phải bắt đầu kể khi bà mới được gả vào nhà họ Lý, đó là vào một buổi sáng sớm, khi bà đang đi thay nước, thì phát hiện ra một con chuồn lông vàng đang cố gắng lấy miếng thịt trong chiếc bẫy. Khi nó chuẩn bị ăn miếng thịt thì bà lão đã hét lớn để ngăn nó lại. Con chuồn sững sờ nhìn bà một lát sau đó liền bỏ chạy. Nhờ có bà lão mà con chuồn đã thoát được một mạng. Kể từ đó, bà nói với gia đình họ Lý không đặt bẫy nữa, mỗi sinh vật đều có sinh mệnh, không nên giết hại chúng. Chuồn vàng nghe được những lời này thì vô cùng biết ơn bà lão. Những ngày sau đó, ngày nào bà cũng cho con chuồn vàng ăn thức ăn còn thừa của gia đình. Lúc bấy giờ người con trai Hiếu Thảo mới rưng rưng nước mắt, cuối cùng thì bà lão cũng đã nhận ra cậu chính là con chuồn lông vàng năm đó bà đã cứu sống. Bà lão cũng không ngừng rơi lệ, hai người dù có giống nhau đến nhường nào đi nữa, một người mẹ làm sao có thể không nhận ra con của mình cơ chứ. Chồn Tinh nói rằng nếu vậy anh không thể ở lại được nữa, khi chuẩn bị rời đi, bà lão nhìn ra sau lưng của người con Hiếu Thảo, khuôn mặt đầy sợ hãi. Lý Trung không biết từ lúc nào đã lấy một cây gậy vụt mạnh từ phía sau, bị đánh bất ngờ vào đầu, Chồn Tinh không thể né tránh, cú đánh mạnh khiến máu đỏ bắn ra khắp mặt đất. Bà lão vội ôm lấy anh mà khóc, những giây phút cuối đời, Chồn Tinh vẫn không quên cảm ơn người anh luôn coi là mẹ của mình, chỉ tiếc là không thể chăm sóc bà cho đến cuối đời. Ngay sau khi chết, Chồn Tinh hiện thân trở về hình dáng thật của mình. Bà lão tức giận quát mắng tên súc sinh đã ra tay quá tàn độc, không chịu nổi nữa, bà vùng dậy nắm lấy cây gậy từ tay đứa con trai bất hiếu. Thật không ngờ hắn không biết hối cải, còn lấy cây gậy trong tay đánh bà lão ngã xuống đất. Hồng Nha Đầu vội chạy đến giúp đỡ nhưng phát hiện ra bà lão cũng đã tắt thở. Hai mạng người chết cùng một lúc, lão Yên Quỷ và Hồng Nha Đầu cũng không thể tin vào mắt mình. Lão tự trách bản thân đã không thể kịp thời ngăn cản chuyện đau lòng này, đó quả thực là một mớ hỗn độn. Si Đầu lúc này đột nhiên xuất hiện và nói rằng đó là số mệnh của họ, lão không thể thay đổi nó. Bà lão đã cứu Chồn Tinh một mạng, nếu anh ta không chăm sóc khi bà lão ốm thì bà ấy cũng đã chết từ lâu rồi. Anh ta giúp bà lão kéo dài tuổi thọ và phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, đó hoàn toàn là ý trời. Đến lúc này, lão Yên Quỷ mới cảm thấy bớt áy náy trong lòng. Còn về phía tên bất hiếu này, Si Đầu nói rằng lão đừng nên lo lắng, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, bản thân hắn cũng có số mệnh của riêng mình. Vì vậy, lão Yên Quỷ và Hồng Nha Đầu cùng nhau bước ra khỏi đám đông để trở về nhà. Những người dân ở đó chứng kiến cảnh đại nghịch bất đạo thì rất tức giận, muốn dạy cho hắn một bài học. Nhưng tên súc sinh này sau khi giết hai mạng người vẫn còn rất hung hăng, họ chỉ có thể chửi bới rồi rời khỏi căn nhà đáng sợ đó. Trên đường trở về, Hồng Nha Đầu không thể bình tĩnh được mà hỏi lão Yên Quỷ rằng tại sao lại có thể có một người con bất hiếu như vậy. Lão Yên Quỷ cũng chỉ có thể lắc đầu mà thở dài, trên đời này vốn là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Hồng Nha Đầu vẫn còn bực tức, cô bé nói rằng lẽ ra lão không nên ngăn cô đánh chết tên đại nghịch bất đạo đó. Cùng lúc đó, cách đó không xa, có một người lăn từ trên vách núi xuống. Người đàn ông ngã lăn xuống đất sau đó, loạng choạng đứng dậy và từ từ bước về phía của lão Yên Quỷ. Hồng Nha Đầu nghĩ rằng anh ta là một kẻ say rượu, vì vậy đã hét lớn lên để anh ta tránh đường. Nhưng người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, miệng há to không ngừng chảy dãi lao nhanh tới họ. Nhất Trận Phong thấy vậy liền giơ vó lên đá anh ta bay ra xa, người đàn ông sau đó liền nằm im bất động. Lão Yên Quỷ sợ rằng Nhất Trận Phong đã đá chết người liền lớn tiếng mắng nó. Hồng Nha Đầu cùng lão xuống ngựa để kiểm tra thương tích của người đàn ông. Khi lật người anh ta lại, không chỉ mắt mà miệng của anh ta có rất nhiều máu. Lão Yên Quỷ cho rằng không phải do Nhất Trận Phong làm mà là do hắn ta đã ăn một thứ gì đó. Lão muốn gọi Si Đầu để hỏi xem người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù đã gọi nhiều lần nhưng không thấy Si Đầu xuất hiện. Lão chỉ có thể nhờ cô bé Hồng Nha Đầu giúp lão đưa anh ta lên ngựa, sau đó tìm một trung tâm y tế gần nhất để đưa anh ta đến đó. Ngôi làng ở cách đó không xa tên là Triệu Gia Miếu. Chẳng mấy chốc, Nhất Trận Phong đã lao nhanh vào trong làng. Có rất nhiều người ở đây biết đến tiếng tăm của lão Yên Quỷ. Một số người thấy liền chào hỏi lão và thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với anh chàng này. Chuyện gấp nên lão cũng chỉ trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện. Họ vội vàng dìu người đàn ông vào bên trong, bác sĩ khám cho anh ta nhưng không phát hiện ra chấn thương, sau đó mở mắt anh ta ra để kiểm tra. Đôi mắt của người đàn ông này đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Bác sĩ kết luận rằng anh ta bị trúng độc, cần phải ở lại bệnh viện điều trị. Còn về phía lão Yên Quỷ, do không có việc gì phải làm nên cũng nên quay trở về nhà. Ngày hôm sau, trời vừa mới rạng sáng, lão Yên Quỷ rảnh rỗi nên ngồi chơi đùa với tiểu hổ tử trước sân nhà. Hổ tử ngày càng năng động và nghịch ngợm. Sau khi bị lão Yên Quỷ hất cho lộn nhào một vòng, nó nhe răng ra muốn hù lão. Họ đang chơi đùa vui vẻ thì có một người đàn ông hớt hải từ xa chạy tới. Vừa đến nơi, người đàn ông đã vội nói rằng đã xảy ra chuyện, anh ta chính là Đại Phúc ở ngôi làng Triệu Gia Miếu. Khi lão Yên Quỷ hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, Đại Phúc sợ hãi nói rằng người đàn ông mà lão đưa đến chữa bệnh ở làng anh ta đã bị bắt đi bởi một nữ quỷ. Vào cái đêm khi lão Yên Quỷ đưa người đàn ông có đôi mắt đỏ rực đến chữa bệnh, những con chó trong làng đột nhiên đồng loạt sủa lên rất lớn. Bị đánh thức bởi tiếng động, bác sĩ Hào đã thức dậy và muốn ra bên ngoài để kiểm tra. Trước khi đi, người đàn ông bị bệnh vẫn còn nằm ở trên giường ngủ. Bác sĩ Hào đi ra bên ngoài. Từ phía xa, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến lại gần, trên quần áo có rất nhiều thứ nhìn giống như rong hay một loại tảo nào đó, chỉ có điều trông nó rất kỳ lạ. Những người dân trong làng cũng không biết được cô ta là người hay quỷ.
Một người đàn ông muốn lại gần để hỏi nhưng cô ta đã quay ra nhìn, đôi mắt trắng dã, khuôn mặt rất dữ tợn. Ngay sau đó, người đàn ông như bị sét đánh, chân tay cứng đờ rồi ngã xuống đất. Người đàn ông còn lại thấy vậy thì liền cầm cây gậy xông tới, nhưng kết quả là cũng bị cô ta liếc một cái rồi ngã lăn ra đất. Sau đó cô ta đi thẳng tới phòng khám, thấy vậy bác sĩ Hào liền muốn chạy đến đóng cửa, thì người đàn ông mắt đỏ khi nãy vẫn còn đang ngủ bất ngờ lao vụt ra khiến ông ta dị dọa, cho bất tỉnh. Cứ thế, một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau bước đi rồi dần biến mất. Lão Yên Quỷ nghe Đại Phúc kể xong thì vô cùng kích động, chuyện lớn như vậy lão nhất định phải đến xem thử.